Chào mừng các bạn đã cùng nhau quay trở lại với Given. Thực sự là trong khoảng cái thời gian hiện tại, bọn mình đang livestream mỗi ngày từ lúc 17 giờ cho đến 18 giờ. Có một câu mà được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, và mặc dù mình đã trả lời ở trên stream rồi, nhưng mình nghĩ là cần có một cái video để khẳng định lại thì nó sẽ ok hơn. Đó chính là các bạn cứ hỏi là anh Tài ơi, bây giờ thì em nên mua PC hay là mua laptop? Thực sự nha, mình nếu như được trả lời nhanh, mình cũng sẽ trả lời y chang trên stream. Mình sẽ nói là nếu như em cần tính di động thì em hay mua laptop, còn lại chẳng có lý do gì phải mua laptop ngay thời điểm này cả. Ok, nhưng mà mình cũng muốn phân tích sâu hơn nữa một số những cái luận cứ rõ ràng hơn thông qua những cái đề mục ở trong cái clip này, và hy vọng là sau cái video này thì đừng anh em nào hỏi lại câu này nữa nha. Tiêu chí đầu tiên để so sánh về hai cái sản phẩm này ha, hai loại sản phẩm này, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ rất quan tâm về cái hiệu năng trên giá thành. Đúng không? Rõ ràng cái câu chuyện của laptop đã từ rất lâu rồi, chúng ta đã nói vào cái câu chuyện là laptop thường sẽ không có hiệu năng bằng PC nếu như cùng ngang cấu hình. Ví dụ các bạn so sánh là 3060 mobile và 3060 trên desktop, hai cái này nó hoàn toàn khác nhau về hiệu năng, đúng không? Mặc dù cũng là 3060 nhưng mà rõ ràng là trên laptop nó bị giới hạn lại bởi hai thứ. Thứ nhất đó chính là về nhiệt, và thứ hai đó chính là về điện. Nhiệt ở trên laptop không thể nào giải nhiệt tốt được bằng như trên một cái case PC như thế này, các bạn thấy không? Có rất là nhiều fan, cái nào cái nấy to đùng mà. Ở trên cái laptop cái fan nó nhỏ xíu như đây, đúng không? Rồi chưa kể là cái công suất khi mà nạp điện vào trong những cái fan nó cũng đã không bằng so với lại PC nữa. Vậy thì có cái lý do gì mà giải nhiệt bằng? Và đó là còn chưa kể nha, một case PC như thế này ha, nó rất là thoáng khí ha, rất là to, và cũng như là có rất là nhiều khoảng trống để không khí nó có thể luân chuyển ở trong này và đẩy đưa ra ngoài để giúp cho giải nhiệt tốt hơn. Nhưng trên laptop các bạn nhìn đi, một cái built-in nhỏ xíu như thế này, đúng không? Có rất là ít những cái khe để mà hút gió lên rồi đưa gió qua hai bên vân vân. Đấy, thì đó là những cái yếu tố liên quan đến nhiệt độ và điện năng. Các bạn nhìn thôi, một cái bộ nguồn ở trên case PC đây, nó khoảng đâu như cái con này đi là 500W. Còn một cái cục sạc ở trên laptop, mà cho dù là laptop gaming, các bạn thấy là hiện tại có bao nhiêu watt, đúng không? Trung bình ha, nó sẽ rơi khoảng là 230W cho đến 280W. Đây, cái nguồn này không mà đã 500W rồi các bạn, đúng không? Thì rõ ràng là câu chuyện về điện của PC và desktop là không thể so sánh. Cho nên là chúng ta rõ ràng nhìn thấy được rằng là nếu như hiệu năng trên giá thành bỏ ra thì chắc chắn PC sẽ ăn đứt so với laptop. Tuy nhiên, cái yếu tố thứ hai mới là cái yếu tố mà rất nhiều người lựa chọn mua laptop thay vì PC, đó chính là tính cơ động hay là tính tiện lợi khi mà di chuyển. Nếu như nha, các bạn là một người dùng mà chỉ có gaming, các bạn thậm chí là không cần phải mang cái laptop của mình đi bất cứ đâu cả, tức là một cái thiết bị điện tử mà giúp cho các bạn có thể, ví dụ nha, trình chiếu này, bạn không cần, rồi chơi game ở ngoài quán cà phê, bạn không cần, hoặc là đọc báo, lướt web, xem phim ở ngoài một cái địa điểm nào đó khác ngoài góc gaming của bạn, có thể là ngoài ghế sofa hay là phòng khách, bạn không cần. Vậy thì tại vì sao lại phải mua cái laptop, đúng không? Trong khi tất cả những cái mà mình vừa kể trên đó, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng trên PC. Vậy nên là nếu như nói về tính cơ động thôi thì rõ ràng là laptop nó hiệu quả hơn rất nhiều. Cái này thì chắc ai cũng biết rồi, đúng không? Trừ khi nào mà các bạn có những cái tình huống vừa nêu trên, hoặc các bạn đơn giản là một sinh viên ha, các bạn vừa muốn chơi game tại nhà mà cũng vừa muốn mang cái laptop nó để đi học tại trường thì mới phải mua laptop thôi, còn không thì cứ mua PC là được rồi, đúng không nào? Và nhìn về hướng lâu dài ha, thì có một cái mình nghĩ là PC cũng sẽ tiện lợi hơn so với laptop, đó chính là về khả năng nâng cấp về sau. Nếu như nha, thời điểm hiện tại các bạn đang có khoảng 10 triệu, đúng không? Các bạn mua một cái cấu hình gì đó, ví dụ như thời điểm này nha, nó sẽ là men H510, một con i3-10105F và một con card đồ họa là 1030 đi. Ví dụ như vậy nha, nguồn khoảng 450W và RAM 8GB. Đấy, và sau này các bạn muốn nâng cấp thì có được không? Tất nhiên là được rồi, đúng không? Tại vì đây, một cái cây desktop như thế này thì nó chỉ đơn giản là những cái linh kiện được lắp đặt vào nhau. Các bạn có thể tăng thêm dung lượng RAM nếu muốn. Đây, ví dụ như cái main này có thể 4 slot, đúng không? Các bạn đang cắm một slot thì các bạn sẽ còn dư tới tận là 3 slot này, ví dụ vậy. Hay là các bạn muốn nâng cấp một con card đồ họa khác cao hơn, đúng không? Thay vì 1030 thì các bạn nâng cấp lên một con RX 580 hay là một con 1060, cũng rất đơn giản. Đó là câu chuyện của PC. Còn đối với desktop, thời điểm hiện tại thì hầu như là cái khả năng nâng cấp khá là hạn chế. Đa phần là bởi vì do CPU và lẫn GPU đều đã được hàng chết lên trên bo mạch rồi, không còn cái loại mà ngày xưa có thể thay thế CPU này kia nữa, thì chúng ta chỉ có thể nâng cấp được RAM cũng như là cái dung lượng ổ cứng mà thôi. Và đương nhiên nó cũng khá là hạn chế bởi vì cái slot cắm không nhiều như ở trên PC như thế này. Vậy nên là nếu như nói về câu chuyện là khả năng nâng cấp thì mình nghĩ là PC khi này cũng sẽ thắng thế.
Nhưng mà quay trở lại về cái yếu tố liên quan đến cái linh hoạt khi sử dụng ha, thì sự thoải mái cũng là một trong những cái mình nghĩ rất có giá trị cho laptop. Rõ ràng là nếu như các bạn được có một cái laptop, đúng không? Tức là một cái thiết bị để các bạn có thể sử dụng tại bất cứ đâu. Anh em chỉ cần dựa ra ghế sofa, các bạn bật coi phim Netflix and chill với bạn gái hoặc là vợ chồng gì đó tại nhà, hoặc là coi với lại người thân ha, em trai hoặc là em gái của mình, xem những cái phim mà mình muốn xem chẳng hạn, như vậy nó cũng rất là vui, đúng không? Thay vì như một cái PC như thế này, các bạn chỉ có thể ngồi ngay cái góc đó bắt buộc, ví dụ ê mày lại đây coi phim với tao, thì thằng em của mình hoặc là đứa em của mình nó sẽ phải ngồi chung vào ghế rồi xong rồi coi phim này kia, thì mình nghĩ là nó cũng khá là không có thoải mái lắm, đúng không? Vậy nên là nếu như xét về cái tính thoải mái để em có thể sử dụng ở bất cứ đâu, chẳng hạn như là bạn có những cái cuộc họp, bạn có thể vừa đặt cái máy laptop của bạn ở gần gần ở trong phòng bếp chẳng hạn, và bạn vừa nấu ăn hoặc là rửa chén vân vân linh tinh như vậy, thì mình nghĩ là cái sự thoải mái rõ ràng là laptop nó sẽ hiệu quả rất nhiều. Và có một cái yếu tố cuối cùng, cái này mình thấy là hai cái này nó cân bằng 50-50, không nghiêng về bất cứ đâu, đó chính là về cái khả năng bảo trì ha. Thì trong tình huống này, thời điểm hiện tại rõ ràng các bạn thấy rồi, một cái PC ha, hoặc là một cái desktop như thế này, nó là một cái thiết bị được lắp đặt bởi rất nhiều linh kiện lại với nhau. Và giả dụ nha, giả dụ một tình huống thôi, các bạn có một cái tray như thế này ha, các bạn mua tất cả những cái linh kiện này ở những cái cửa hàng khác nhau, tại vì mỗi nơi nó lại được giảm giá khác. Chẳng hạn ví dụ các bạn mua CPU ở cửa hàng A, các bạn mua RAM ở cửa hàng B, các bạn mua main ở cửa hàng C, và nếu như cái máy của bạn nó bị hư thì các bạn biết phải mang tới cửa hàng nào để sửa, nếu như các bạn là một người không rành về linh kiện điện tử. Tại nên là nếu như nói về câu chuyện bảo hành và sửa chữa thì rõ ràng là mình thấy á, laptop nó sẽ tiện lợi hơn đôi chút. Tại vì phần này, ví dụ như các bạn bị có một cái laptop của Asus đi chẳng hạn, và các bạn bị hư, thì các bạn chỉ đơn giản là gửi lên trung tâm bảo hành của Asus ha, vào đúng cái địa chỉ đó, hoặc là một cái laptop của MSI, hoặc là Gigabyte, hoặc là Acer, đúng không? Thì chỉ đơn giản là gửi về đúng trung tâm bảo hành đó là xong. Còn ví dụ như đây, một cái PC như thế này, mà trong tình huống như mình nói á, là các bạn mua ở rất nhiều cửa hàng thì nó sẽ khá là bất tiện. Đương nhiên là trong tình huống ví dụ các bạn cũng mua ở tại một cửa hàng duy nhất thôi, ví dụ các bạn mua PC tại GVN đi, thì đương nhiên là đem đến trung tâm bảo hành của GVN là xong. Nhưng đặt tình huống là nếu như có một số bạn không phải build on case tại GVN, mà các bạn có thể là mua tất cả cái linh kiện này rồi một hai món gì đó các bạn mua ở chỗ khác, thì khi này nó cũng sẽ khá là nhập nhằng. Vậy nên là cái sự tiện lợi của nó cũng sẽ đi kèm với lại một cái sự bất tiện lợi mà các bạn có thể thấy trước. Vậy nên là trong cái phần này mình không chấm ai win nha, mình chấm là 50-50 tùy theo cách mà các bạn sử dụng. Tóm chung lại, từ nãy giờ mình đã lướt qua khá nhiều tiêu chí. Đầu tiên là về hiệu năng giá thành, PC 1 điểm, sự tiện lợi, laptop 1 điểm, 1-1, khả năng tùy biến nâng cấp và sửa chữa, mình nghĩ là PC hơn, PC 2 điểm, sự thoải mái, laptop là 2 điểm, và khả năng dễ dàng sửa chữa, thì hai cái này đều nhau đều là 0.5. Vậy thì chúng ta có một cái cơ chế cân bằng ở cái cán cân này. Thì không biết là nếu như các bạn ha, các bạn sẽ thích PC hơn hay là laptop hơn, và các bạn thuộc vào đối tượng sử dụng nào ha. Rõ ràng là nếu như không cần hiệu năng quá mạnh mà cần di chuyển thì chọn laptop, còn ngược lại tất cả mọi thứ liên quan tới hiệu năng thì phải nói về PC hoặc là desktop. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu như các bạn có thể hãy comment lại cho mình biết cái sự lựa chọn của các bạn. Đừng quên là GVN sẽ lên sóng video vào lúc 21 giờ hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.